bất ngờ với 6 công dụng hữu ích của bia trong ngôi nhà của bạn. Đừng bỏ phí bia thừa sau mỗi cuộc liên hoan. Hãy tận dụng chúng để làm những việc có ích cho gia đình bạn. Bia không chỉ là đồ uống được nhiều người ưa thích mà nếu biết sử dụng đúng cách thì bạn có thể biến nó thành một loại nước đa năng phục vụ gia đình. Bia giúp cây tươi tốt. Chẳng mấy ai tin bia lại có tác dụng giúp cây trồng tươi tốt, lớn nhanh, nhưng đó là sự thật. Bạn hãy dùng khoảng 3 đến 4 thìa bia hòa lẫn với bình xịt nước khoảng 2 lít nước, lắc đều tưới trực tiếp lên cây khoảng nửa tháng sau cây cối của bạn sẽ thay ra đổi thịt hơn nữa bia cũng sẽ giúp cây có sức đề kháng mạnh mẽ diệt trừ sâu bệnh mà không cần dùng đến thuốc trừ sâu dùng bia bẫy côn trùng bạn có thể dùng bẫy tự chế với bia làm mùi dẫn mùi thơm của bia sẽ làm côn trùng kéo đến với chuột đổ vào các vật chứa bằng loại bia rẻ tiền hoặc bia thừa sau những cuộc liên hoan chuột bị hấp dẫn bởi mùi bia sẽ trèo tới ngã vào trong và không thể trèo ra với rán, ngâm một miếng bánh mì với bia và đặt nó trong một lọ thủy tinh. Bôi mỡ lên miệng lọ và rán sẽ vào được mà không ra được. Khử mùi tanh của hải sản, dùng bia hấp hải sản như tôm, cua, ghẹ giúp hải sản không còn mùi tanh. Khi ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều so với hấp bằng nước lã. Giảm bớt thời gian đun nấu. Nếu làm món bò hầm, bạn hãy thay bia bằng nước lã để có được món bò hầm mềm và thơm hơn. Với món cá kho, bạn cho thêm ít bia vào cùng. Bia giúp cá nhanh mềm, rút ngắn được thời gian kho. Ngoài ra, bia cũng khiến mùi tanh của cá giảm đáng kể, khử mùi hôi tủ lạnh. Hãy làm ướt một tấm vải mềm bằng bia rồi vắt cho hơi khô sau đó lau chùi bên trong tủ lạnh. Cách này sẽ giúp bạn dễ dàng loại bỏ được mùi hôi và chất bẩn cứng đầu bám bên trong tủ. Làm sáng đồ bằng đồng và vàng. Chất axit trong bia là một giải pháp làm sạch tốt, đặc biệt là với đồ đồng. Bạn cũng có thể ngâm trang sức vàng trong bia trong khoảng vài phút rửa sạch bằng nước và lau khô bằng vải mềm